Ngài Công sứ Nguyễn Thanh Tùng sẽ có đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Viên Chăn sẽ có bài tham luận với cái chủ đề là hướng tới cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào hội nhập và phát triển. Xin trân trọng kính mời Ngài Công sứ. Kính thưa các vị chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại biểu tham dự cuộc hội thảo ngày hôm nay. Trước hết, tôi xin được bày tỏ niềm vui mừng khi được mời đến dự và trình bày tham luận tại hội thảo khoa học ngày hôm nay giữa các học giả, các nhà nghiên cứu và các chính khách của hai nước về chủ đề Phật giáo Việt Nam tại Lào, quá trình hình thành, phát triển và những vấn đề đặt ra. Đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ Phật giáo hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết về Phật giáo Việt Nam tại Lào, thúc đẩy sự gắn bó mật thiết của hai giáo hội và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tham luận của chúng tôi thì có tiêu đề là hướng tới cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào hội nhập và phát triển. Gồm 3 cái nội dung chính. Một là một vài nét về đời sống văn hóa tâm linh Phật giáo của cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Hai là vai trò của Đại sứ quán, các tổng lãnh sự quán và các cơ quan bên cạnh trong việc hỗ trợ Phật giáo Việt Nam tại Lào ổn định, phát triển, từng bước hội nhập vào xã hội của Lào, đáp ứng đời sống văn hóa, tinh thần của bà con người Việt Lào. Và ba là những vấn đề đặt ra và hiện trạng cũng như là giải pháp. Thì cũng xin kính thưa toàn thể các vị chư tôn đức cũng như toàn thể quý vị đại biểu, thì do thời gian cũng rất là có hạn cho nên là từ góc độ của cơ quan đại diện, từ góc độ của Đại sứ quán, chúng tôi xin phép được tập trung chính vào cái nội dung vai trò của Đại sứ quán, của Tổng lãnh sự quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán trong việc hỗ trợ bà con cộng đồng cũng như là giúp cho Phật giáo Việt Nam tại Lào ổn định và phát triển, từng bước hòa nhập vào xã hội của Lào. Chúng tôi xin tập trung chính vào cái nội dung đó. Còn bài tham luận chúng tôi xin được gửi lại cho ban tổ chức. Kính thưa toàn thể các vị chư tôn đức cũng như toàn thể quý vị đại biểu, vai trò của Đại sứ quán, của các tổng lãnh sự quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, gọi tắt là các cơ quan đại diện, trong việc hỗ trợ Phật giáo Việt Nam tại Lào ổn định và phát triển, từng bước hội nhập sâu rộng vào xã hội Lào, đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của bà con hai nước Việt Lào. Trước tiên là các cơ quan đại diện Việt Nam rất là quan tâm hỗ trợ các chùa Việt ổn định, phát triển và hưởng ứng tham gia các hoạt động của Phật sự tại các chùa. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào luôn quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình và hỗ trợ các ngôi chùa của Việt Nam, nơi được xem như một trung tâm văn hóa của cộng đồng, để các chùa không chỉ đáp ứng tốt đời sống văn hóa tâm linh, tinh thần của bà con mà còn là nơi đoàn kết, quy tụ cộng đồng, tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống, đùm bọc yêu thương, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tôn trọng pháp luật sở tại và đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời tổ chức hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ bà con bị hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh dịch, ảnh hưởng của chiến tranh ở cả hai nước. Giúp gắn chặt sự phối kết hợp, tổ chức các hoạt động tại chùa với các hoạt động chung của cộng đồng, theo chủ trương và chỉ đạo của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. Với việc đề cao vai trò của Phật giáo Việt Nam tại Lào, các chư tôn đức trụ trì tại các chùa ở mỗi tỉnh, thành được cử một đại diện vào cương vị ủy viên ban chấp hành của Hội Người Việt Nam tại địa phương. Đặc biệt, đối với Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, thì đại diện của Phật giáo Việt Nam tại Lào, ở đây cụ thể là Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì Chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, được bầu làm ủy viên ban chấp hành của Tổng hội, hiện đang là khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2019, và sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị này trong khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2023. Chính nhờ vậy, các hoạt động lớn, các sự kiện của cộng đồng thường lấy chùa làm địa điểm tổ chức, như Tết Trung Thu dành cho các cháu thiếu nhi, lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình tri ân cha mẹ, bởi không chỉ chùa có không gian, diện tích đủ lớn, mà quan trọng hơn là bà con cảm thấy ấm cúng, tôn nghiêm và có ý nghĩa hơn khi tổ chức sự kiện tại chùa. Và ngược lại, việc tổ chức các sự kiện lớn về Phật giáo như lễ cầu an đầu năm, lễ Phật đản, lễ Vu Lan báo hiếu cũng đều có sự tham gia, chung tay phối hợp tổ chức của các hội đoàn cộng đồng bà con người Việt tại địa phương.
Đặc biệt, vài năm qua, nhà chùa và cộng đồng còn phối hợp tổ chức đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ và tri ân sâu sắc các liệt sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Có thể nói, mối quan hệ giữa nhà chùa và cộng đồng là mối quan hệ rất khăng khít và không thể tách rời. Với các cơ quan đại diện, mỗi khi có các sự kiện, các cơ quan đại diện đều cử đoàn đại diện bao gồm cả các gia đình cán bộ, nhân viên đến tham dự, ủng hộ công đức nhà chùa, tham gia đóng góp từ thiện, đồng thời cử các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam tại Lào đến quay, chụp ảnh, quay phim, đưa tin, viết bài về các hoạt động của chùa, tuyên truyền hoạt động của Phật giáo Việt Nam tại Lào và sự gắn bó của Phật giáo hai nước. 2. Là các cơ quan đại diện cũng tham gia chủ trì giải quyết những tranh chấp nội bộ của các chùa, tạo sự đồng thuận chung và hỗ trợ giải quyết các giấy tờ liên quan đến các chùa cũng như là giấy tờ cư trú của các chư tôn đức từ trong nước sang làm việc tại Lào, Hoàng Pháp tại Lào. Đây là vấn đề được các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào hết sức quan tâm, chú trọng giải quyết trong thời gian qua. Đến nay, với sự nỗ lực giải quyết của các cơ quan đại diện và cả các chư tôn đức, cũng như là các cơ quan chức năng của Lào, Tổng hội cùng hội người Việt Nam tại địa phương, về cơ bản, các tranh chấp nội bộ tại một số chùa Việt Nam tại Lào đã được giải quyết. Tình hình chung nội bộ các chùa Việt hiện nay là đồng thuận, thống nhất và vì vậy phát huy được vai trò là trung tâm văn hóa, đoàn kết, quy tụ mọi người dân hai nước Việt Nam và Lào. Riêng với chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, thời gian qua không chỉ có vai trò đơn thuần là một trung tâm sinh hoạt văn hóa, tâm linh lâu đời và linh thiêng của cộng đồng hai nước Việt Nam-Lào mà còn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn vào việc phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào, thúc đẩy quan hệ gắn bó mật thiết giữa Phật giáo hai nước Việt Nam và Lào, Lào Việt Nam. Chùa Phật Tích đang ngày càng thu hút đông đảo bà con Phật tử Việt Nam và Lào từ khắp nơi đến chiêm bái, dâng hương, sinh hoạt Phật giáo. Nhiều sự kiện văn hóa Phật giáo cộng đồng được tổ chức tại chùa cho thấy sự quá tải, chật chội. Cộng đồng tăng ni, Phật tử đã bày tỏ nguyện vọng mong muốn khuôn viên của chùa Phật Tích được mở rộng hơn về diện tích và quy mô nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh ngày càng phong phú, đa dạng của cộng đồng. Nắm bắt được mong mỏi đó của bà con Phật tử và sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán đã phối hợp với Thượng tọa Thích Minh Quang và cộng đồng người Việt Nam tại Lào tích cực vận động, kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của Lào nhằm thực hiện việc trao đổi quyền sử dụng đất cùng công trình xây dựng đi kèm phía trước cổng chùa với công trình xây tòa nhà mới giữa Bộ Công Thương và Chùa Phật Tích, nơi đặt trụ sở đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, cũng như Ban Điều phối Hợp tác Phật giáo hai nước Việt Nam-Lào. Đến nay, qua các bước vận động triển khai trong nhiều năm đã cho thấy những kết quả khả quan ban đầu và hiện còn chờ Thủ tướng Lào phê duyệt quyết định. Về việc hỗ trợ giấy tờ cư trú của các chư tôn đức từ trong nước sang tu tập Hoằng Pháp tại một số chùa của Việt Nam, điển hình là chùa Bàng Long ở Viêng Chăn, các cơ quan đại diện đã tích cực trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng của Lào và được phía bạn giải quyết cấp giấy lưu trú tạm thời một năm cho ba chư tăng từ Việt Nam sang tham gia công tác Phật sự tại chùa Bàng Long, trong đó có Thượng tọa Thích Thọ Lạc là trụ trì của chùa. Trong thời gian tới, công việc này sẽ được các cơ quan đại diện làm thực hiện một cách hệ thống hơn từ cấp trung ương đến địa phương, với sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam, các đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán, Ban Điều phối Công tác Phật giáo Việt Nam tại Lào với Bộ An ninh Lào và Liên minh Phật giáo Lào, cùng các ban trị sự Phật giáo Lào tại các tỉnh, thành của Lào, tạo điều kiện cho các chư tăng Việt Nam và tại các ngôi chùa Việt có giấy phép lưu trú để hoằng pháp phù hợp với các quy định pháp luật của Lào. Và ba là việc hỗ trợ các chùa và Phật giáo Việt Nam quan hệ gần gũi với Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và các ban trị sự Phật giáo Lào tại các địa phương. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã luôn đồng hành và hỗ trợ sự hợp tác của Phật giáo hai nước. Sau nhiều năm thúc đẩy và phối hợp với giáo hội và các cơ quan liên quan của hai nước, năm 2005, Phật giáo Việt Nam và Lào đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác gồm 6 điều nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai giáo hội. Đặc biệt, hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2014-2020, đưa quan hệ hợp tác tôn giáo nói chung và Phật giáo hai nước nói riêng lên tầm cao mới. Về Phật giáo,
Thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động hợp tác thể hiện sự đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Trong đó nổi bật là ngày 14 tháng 6 năm 2018, Trung ương Giáo hội Phật giáo Lào đã ra quyết định thành lập ban chuyên trách điều phối Phật giáo Lào Việt Nam, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích làm trưởng ban. Căn cứ quyết định trên, ngày 14 tháng 9 năm 2018, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ra quyết định thành lập ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam Lào tại Lào, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Quang làm trưởng ban và đặt trụ sở văn phòng làm việc của ban này tại chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn. Hai là tháng 11 năm 2018, lần đầu tiên Hội nghị Phật giáo quốc tế ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia đã được tổ chức tại Viêng Chăn. Và ba là lần đầu tiên trong thời gian đầu tháng 9 năm 2019, Giáo hội Phật giáo cùng các đại diện cơ quan chức năng của hai nước đã tổ chức đoàn khảo sát chung tại Bắc, Trung và Nam Lào, tìm hiểu thực trạng các ngôi chùa Việt Nam tại Lào, hiện nay đang có 14 ngôi chùa. Kết quả của chuyến công tác chung đã được báo cáo lên giáo hội và các cơ quan chức năng liên quan của hai nước để trong thời gian tới, hai bên sẽ có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngôi chùa Việt hội nhập sâu rộng vào xã hội Lào và phát triển, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tâm linh, tinh thần của người dân hai nước Việt Nam và Lào. Trên đây là một số nội dung cơ bản về vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào trong việc hỗ trợ tạo điều kiện cho Phật giáo của Việt Nam hòa nhập vào xã hội cũng như đời sống tâm linh của đất nước Lào. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào luôn luôn sẵn sàng chung tay với các cơ quan chức năng liên quan của hai nước để tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo Việt Nam tại Lào và các ngôi chùa Việt ngày càng phát triển và hội nhập vào xã hội Champa, đem đến cho người dân hai nước những nét văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng của Phật giáo cùng giáo lý răn dạy của Đức Phật, giàu tính nhân văn, góp phần tiếp tục động viên hai dân tộc Việt Nam và Lào đoàn kết, gắn bó keo sơn như anh em một nhà, đóng góp chung cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các chư tôn đức và các quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn công sứ Nguyễn Thanh Tùng đã có một cái bài tham luận với tư cách là cái quan điểm của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng như là cơ quan đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Lào đối với cái sự ủng hộ cũng như là những cái ghi nhận những cái khó khăn, những cái vấn đề tồn tại đang gặp phải của cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào và cái quan điểm là sẽ của Đảng Nhà nước sẽ là quan tâm tạo điều kiện, mọi điều kiện để có thể là giúp cho cộng đồng có được những cái điều kiện phát triển tốt nhất trong thời gian tới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn công sứ Nguyễn